Tự tánh pháp nào hoàn toàn không có hòa hợp? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, tự tánh của sắc hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của thọ tưởng hành thức cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhãn xứ hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của sắc xứ hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhãn giới hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của sắc giới hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhãn thức giới hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhãn xúc hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của bố thí ba la mật đa hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của bốn niệm trụ hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng hoàn toàn không có hòa hợp, cho đến tự tánh mười lực của Phật hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng cũng hoàn toàn không có hòa hợp, cho đến tự tánh của thanh văn thừa hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của độc giác thừa đại thừa cũng hoàn toàn không có hòa hợp. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói như vậy, các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào chẳng phải thường cũng không có chỗ đi? Thiện Hiện đáp: Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, thọ tưởng hành thức chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh pháp nào chẳng thường là cùng tận. Này Xá Lợi Tử, do đây nên nói pháp nào chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Này Xá Lợi Tử, pháp hữu vi chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô vi chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp hữu lậu chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô lậu chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp thiện chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp chẳng thiện chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp hữu ký chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô ký chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh pháp nào chẳng thường là cùng tận. Này Xá Lợi Tử, do đây nên nói nếu pháp chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng thường cũng không hoại diệt. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào chẳng thường cũng không hoại diệt? Thiện Hiện đáp: Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng thường cũng không hoại diệt, thọ tưởng hành thức chẳng thường cũng không hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này Xá Lợi Tử, pháp hữu vi chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp vô vi chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp hữu lậu chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp vô lậu chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp thiện chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp chẳng phải thiện chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp hữu ký chẳng thường cũng không hoại diệt, pháp vô ký chẳng thường cũng không hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói những sắc nào rốt ráo không sanh, những thọ tưởng hành thức nào rốt ráo không sanh, cho đến những thanh văn thừa nào rốt ráo không sanh, những độc giác thừa đại thừa nào rốt ráo không sanh? Này Xá Lợi Tử, bản tánh tất cả sắc không sanh, bản tánh tất cả thọ tưởng hành thức không sanh. Vì sao? Này Xá Lợi Tử,
tất cả sắc cho đến thức không có sự tạo tác nên không có sự phát sanh. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức, người tạo tác, người phát khởi bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, cho đến bản tánh tất cả thanh văn thừa không sanh, bản tánh tất cả độc giác thừa đại thừa không sanh. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả thanh văn thừa độc giác thừa đại thừa không có sự tạo tác nên không có sự phát sanh. Vì sao? Vì tất cả thanh văn thừa độc giác thừa đại thừa, người tạo tác, người phát khởi bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, những sắc nào rốt ráo không sanh, những thọ tưởng hành thức nào rốt ráo không sanh, cho đến những thanh văn thừa nào rốt ráo không sanh, những độc giác thừa đại thừa nào rốt ráo không sanh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là sắc, cũng không gọi là thọ tưởng hành thức, cho đến nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa, cũng không gọi là độc giác thừa đại thừa. Này Xá Lợi Tử, bản tánh của sắc là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là sắc. Vì sao? Vì không chẳng phải sắc. Này Xá Lợi Tử, bản tánh của thọ tưởng hành thức là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì không chẳng phải thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, cho đến bản tánh của thanh văn thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa. Vì sao? Vì không chẳng phải thanh văn thừa. Này Xá Lợi Tử, bản tánh của độc giác thừa đại thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là độc giác thừa đại thừa. Vì sao? Vì không chẳng phải độc giác thừa đại thừa. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là sắc, cũng không gọi là thọ tưởng hành thức, cho đến nếu rốt ráo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa, cũng không gọi là độc giác thừa đại thừa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói, lẽ nào tôi có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa rốt ráo không sanh dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát rốt ráo không sanh? Này Xá Lợi Tử, rốt ráo không sanh tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức rốt ráo không sanh. Vì sao? Vì rốt ráo không sanh và Bát Nhã Ba La Mật Đa không hai, không hai phần. Này Xá Lợi Tử, rốt ráo không sanh tức là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức là rốt ráo không sanh. Vì sao? Vì rốt ráo không sanh và Đại Bồ Tát cũng không hai, không hai phần. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói như vậy, lẽ nào tôi có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa rốt ráo không sanh dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát rốt ráo không sanh? Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói lìa rốt ráo không sanh cũng không có đại Bồ Tát có thể hành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy lìa rốt ráo không sanh mà có Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh mà có đại Bồ Tát. Vì sao? Vì hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc đại Bồ Tát cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy lìa rốt ráo không sanh có sắc, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhãn xứ, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì hoặc nhãn xứ hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ.
Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có sắc xứ, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhãn giới, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có sắc giới, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhãn thức giới, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhãn xúc, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có bố thí Ba La Mật Đa, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba La Mật Đa, hoặc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có bốn niệm trụ, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh nói rộng cho đến có 10 lực của Phật, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì hoặc 10 lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có tất cả môn tam ma địa, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có tất cả môn đà la ni. Vì sao? Vì hoặc tất cả môn tam ma địa, hoặc tất cả môn đà la ni cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có trí nhất thiết, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy lìa rốt ráo không sanh có thanh văn thừa, cũng không thấy lìa rốt ráo không sanh có độc giác thừa, đại thừa. Vì sao? Vì hoặc thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, đại thừa cùng với rốt ráo không sanh, không hai, không hai chỗ. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói, lìa rốt ráo không sanh cũng không có đại Bồ Tát có thể hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói, đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy, tâm không hoang mang, cũng chẳng lo lắng hối hận,
không kinh hãi sợ sệt nên biết Đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy các pháp có thật có tác dụng, chỉ thấy các pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như bóng sáng, như sóng nắng, như ảnh ảo, như thành càn thát bà, như việc biến hóa, tuy hiện ra giống như là có mà thật không có. Nghe nói bản tánh các pháp đều không, sanh tâm rất hoan hỉ, xa lìa hoang mang. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói, Đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy, tâm không hoang mang, cũng không lo lắng hối hận, không kinh hãi, không sợ sệt, nên biết Đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 422.